Để lựa chọn khi mua một cái máy massage xung điện thì chúng ta cần chú ý những điều gì? Thì trước tiên bà con mình chú ý đó là cái sự tiện dụng của nó ha, và cái chức năng. Giả sử những cái dòng máy quá đơn giản thì nó không có đủ chức năng để mình xài, nhưng mà nhiều khi nó quá phức tạp chúng ta không xài được. Thì giả sử một cái máy như thế này, nó cơ hồ là những cái dòng máy được nhiều bà con xài nhất, tại vì hầu như nó đáp ứng được cái nhu cầu cho gia đình. Cùng một lúc á, mình có thể xài được là 4 miếng dán nha. Giả sử mình vừa dán massage trên vai và vừa có thể massage ở dưới lưng, mình vừa có thể massage tay, mình lại vừa có thể massage bàn chân luôn. Thì đi theo máy chúng ta sẽ có 8 miếng dán nhỏ, 2 miếng dán lớn và 2 miếng lót chân. Đó, rất là nhiều phụ kiện, nhưng mà mỗi lần xài chúng ta xài được tối đa 4 miếng. Còn chúng ta có thể xài cùng một lúc 2 miếng cũng được. Rồi, cái thứ hai là dễ sử dụng. Giả sử cái dòng máy như thế này nè, ông bà mình xưa giờ hay xài, dành cho người lớn tuổi thì rất là dễ sử dụng nha. Chỉ có hai nút nhấn thôi. Một nút á là chọn chế độ 1, 2, 3. Còn nút thứ hai là hẹn giờ 10 phút, 20 phút, 40 phút. Và một cái chỉnh volume lớn nhỏ, mạnh yếu đó. Thì cái dòng này là phù hợp với ông bà mình lớn tuổi nè. Nhưng mà sau này lại có một cái dòng như thế này rất là đẹp, thì thường á thanh niên sẽ chọn dòng này, tại vì có màn hình hiển thị rất là đẹp ha. Còn ông bà lớn tuổi thì Hoàng Sơn thấy hay chọn những cái dòng truyền thống như thế này. Rồi tiếp theo đó là về cái pin. Cái pin thường á thì cả nhà mình có thể mua pin xài, khi hết mình mua pin khác đó, thì nó sẽ được bảo hành 3 năm. Còn cái pin sạc á thì mình sẽ được bảo hành chỉ có 1 năm thôi. Không có nghĩa là 1 năm nó sẽ hư, tại vì hầu như những cái dòng máy mà xài pin sạc như điện thoại cũng chỉ được bảo hành 1 năm. Với sự dụ như 1 năm sau thì cái khi mình sạc pin mình xài nó sẽ nhanh hết hơn, nhưng mà nó vẫn xài rất là tốt ha. Còn cái này á, thì mình sẽ tốn tiền pin đó, nên là pin rời thì cái hãng nó sẽ bảo hành lâu hơn, nên là cả nhà mình chú ý nha. Tiện dụng thì mình chọn cái dòng như thế này đó. Còn nếu mà để tiết kiệm pin hoặc là mình vì môi trường á, mình sẽ chọn dòng này. Cái dòng này thì những người trẻ tuổi rất là thích ha, rất là đẹp và nhiều chức năng hơn nữa. Còn cái này là dòng cơ bản cho ông bà lớn tuổi. Rồi và về giá cả thì cái dòng này nó sẽ rẻ tiền hơn nha. Ví dụ như cái này là hãng là 2 triệu, hiện giờ còn 1,8 triệu. Còn cái này 2,3 triệu thì hãng đang bán hỗ trợ 2,2 triệu, là hàng chính hãng nha. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều dòng máy trên thị trường, những cái dòng khoảng tầm 200-300 ngàn, thì cả nhà cũng cân nhắc khi mua. Mặc dù mình nói cái máy massage nó không quan trọng đâu, nhưng mà cả nhà biết nó rất là quan trọng nha. Tại vì khi máy massage xung điện á, xài không đúng á, nó không chỉ là giảm đau mà nhiều khi nó lại phản tác dụng của mình á. Và có những cái dòng máy mà khi mà mình xài mà cấm điện xài trực tiếp á, là cả nhà mình không nên xài nha. Giống như cái điện thoại khi mà cấm sạc trực tiếp á, nó rất là dễ gây cháy nổ. Còn cái này khi mà điện vào trong máy rồi nó quay ngược trở ra, nó tạo thành xung điện thì nó rất là dễ làm chạm chập. Còn cái dòng máy như cái này là pin sạc, tức là khi mình sạc xong mình rút vô điện ra mình mới xài đó. Còn cái này xài pin thường thì nó sẽ, hai cái này sẽ rất là an toàn. Rồi cái thứ ba là về thương hiệu. Giống như Hoàng Sơn nói, nếu mà mình chọn hàng chính hãng á, thì hàng được kiểm định chất lượng nè, được bảo hành nè, sau bảo hành còn được sửa chữa. Còn những cái dòng rẻ tiền á, thì mình chỉ massage chơi thôi, và nhiều khi nó sẽ không có đáp ứng được nhu cầu của mình, và có thể an toàn về điện nữa. Đó là vài chia sẻ. Nếu mà như cái mà nhà mình có gì thắc mắc, có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nha, để có thể tư vấn thêm. Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.